Hôm nay chúng ta sẽ nói về thuốc điều trị Parkinson. Thì cái bệnh Parkinson xảy ra do sự thiếu hụt của dopamine trong não bộ. Do các tế bào tiết ra dopamine ở thể đen não giữa nó bị chết đi. Thì ở giai đoạn tiền sinh lý đã xảy ra sự thiếu hụt dopamine do sự chết đi của các tế bào tiết ra dopamine ở thể đen não giữa rồi. Nhưng mà nó chưa đủ ảnh hưởng đến sinh lý của cơ thể, có nghĩa sinh lý vẫn diễn ra bình thường. Đến giai đoạn tiền vận động, cái sự mà thiếu hụt dopamine đã ảnh hưởng đến sinh lý, dẫn ra các hiện tượng giống như là rối loạn giấc ngủ hoặc là táo bón rồi. Nhưng mà cái người bị bệnh á, nó vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về vận động hết. Sau đó lượng dopamine sẽ thiếu hụt nhiều hơn, dẫn đến giai đoạn tiền lâm sàng. Ở cái giai đoạn này là rối loạn về vận động đã xuất hiện, nhưng mà nó chưa đủ mạnh mẽ để mà bệnh nhân đi khám. Rồi đến một lúc nào đó, các dấu hiệu về vận động nặng hơn và bệnh nhân đi khám được chẩn đoán là Parkinson. Và bệnh nhân được uống thuốc để kiểm soát các rối loạn về vận động. Trong cái giai đoạn này, người ta gọi là giai đoạn tần râm mật, là các giai đoạn mà các dấu hiệu về rối loạn vận động vẫn còn kiểm soát được bằng thuốc như levodopa. Sau đó đến cái giai đoạn biến chứng. Cái giai đoạn này sẽ mất ổn định vận động, mất ổn định không vận động và rối loạn vận động. Cái giai đoạn này vẫn thuốc vẫn còn có tác dụng nha. Nhưng đến khi giai đoạn muộn, các dấu hiệu không phải vận động như sa sút trí tuệ, thờ ơ vô cảm, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn ảo giác không thể giảm các triệu chứng này bằng levodopa được. Và cái tiến trình mà phát triển nặng của Parkinson không thể làm ngăn chặn cái tiến trình này được. Y học hiện nay bất lực. Và đối với chất dẫn truyền thần kinh thì vận động thì chúng ta có hai chất dẫn truyền thần kinh rất là quan trọng, đó là acetylcholine và dopamine. Thì sự thoái hóa các neuron phóng thích dopamine ở vùng thể đen não giữa này, nó sẽ làm thiếu dopamine ở vùng thể vân và gây ra bệnh Parkinson. Này, như các bạn biết là thuyết âm dương rồi, bất kỳ cái gì trong cơ thể nó mất cân bằng thì sẽ gây ra bệnh. Thì ở đây cũng vậy, sự thiếu dopamine sẽ gây ra bệnh Parkinson. Vì thế chúng ta sẽ có hai cách để điều trị, một là kháng cholinergic, hai là tăng cường hệ hoạt động của dopaminergic. Tuy nhiên cái kháng acetylcholine này á, nó chỉ xảy ra đến một giai đoạn nào thôi. Vì các bạn biết thì cái hệ cholinergic á, nó cũng có ảnh hưởng vai trò quan trọng trong cái nhận thức, cho nên chúng ta không thể giảm quá nhiều được. Chúng ta chỉ có thể giảm đến một mức độ nào đó. Đây là các thuốc. Chúng ta sẽ phân làm hai nhóm là nhóm các thuốc gia tăng hoạt tính của dopaminergic, như là tiền chất dopamine là levodopa. Thì đây là tiêu chuẩn vàng trong điều trị Parkinson. Tiếp theo là các thuốc chủ vận dopamine như là bromocriptine, pamipeson, ropinirole, apomorphine. Đây là một chất có brom, còn các chất sau thì cũng có brom. Thứ hai là các thuốc kéo dài tác động của dopamine là các chất ức chế chuyển hóa như ức chế COMT, như entacapone hoặc tocapone, hoặc là ức chế MAO-B như seragenin hoặc là rasagiline. Đây. Thì các thuốc này có thể dùng cho Parkinson sớm, chưa có rối loạn vận động ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và không được dùng thuốc động vật dopamine có nguồn gốc từ nấm cựa gà như điều trị đầu tay, vì sử dụng các dopamine có nguồn gốc từ nấm cựa gà cần thiết phải theo dõi vì nó có khả năng biến chứng nặng. Tiếp theo là đến các thuốc giảm hoạt tính cholinergic như là benzodiazepine hoặc triacetylphenidine. Các thuốc này á, các bạn biết là cholinergic nó có ảnh hưởng quan trọng trong việc nhận thức, cho nên các thuốc kháng cholinergic nó có thể làm giảm nhận thức. Vì thế không được sử dụng thuốc kháng cholinergic cho Parkinson đã phát triển rối loạn vận động hoặc là rối loạn sa sút trí tuệ. Thuốc amantadine này giúp giải phóng dopamine từ nơi dự trữ và ức chế sự tái hấp thu, nhưng mà chưa có bằng chứng cho thấy thuốc này có tác dụng. Đây là sơ đồ thuốc các thuốc điều trị Parkinson. Thì các bạn biết là levodopa là tiền chất của dopamine, cho nên ở thần kinh trung ương nó sẽ được tạo thành dopamine và có tác dụng điều trị Parkinson. Tuy nhiên levodopa cũng được chuyển thành dopamine ở ngoại biên nữa. Dopamine ở ngoại biên thì không có tác dụng điều trị Parkinson, nhưng nó lại gây ra các tác dụng phụ giống như là nôn và buồn nôn. Thì các thuốc giống như carbidopa hoặc benzodiazepine nó sẽ ức chế men decarboxylase ở ngoại biên này. Cái thuốc này nó chỉ ức chế được ở ngoại biên thôi, tại vì nó không thể vào được hàng rào máu não, cho nên nó không thể làm ngăn cản chuyển hóa dopamine ở thần kinh trung ương được. Và vì thế nếu phối hợp thuốc này thì nó sẽ làm giảm 75% liều dùng của levodopa và giảm tác dụng phụ của levodopa do tạo ra dopamine ngoại biên. Cho nên hiện nay thì đa số các trường hợp người ta sẽ sử dụng levodopa phối hợp với thuốc carbidopa hoặc benzodiazepine, chứ ít khi người ta sử dụng levodopa đơn độc lắm. Ngoài ra thì levodopa cũng bị chuyển hóa bởi
enzyme tạo thành một chất bất hoạt, và Compton này nó cũng chuyển hóa dopamine tạo thành một chất bất hoạt luôn. Vì thế người ta có phối hợp thêm một thuốc nữa, đó là cho carbon hoặc etaracarbon. Đây là thuốc ức chế COMT dẫn đến làm tăng nồng độ levodopa và dopamine trong thần kinh trung ương. Cho nên phối hợp ba thuốc entacapone, levodopa và cabidopa, levodopa sẽ có tác dụng lâu hơn trong não so với levodopa và cabidopa. Vì thế ở trong một số giai đoạn về sau, phối hợp ba thuốc này á sẽ có tác dụng tốt hơn là phối hợp hai thuốc. Và dopamine trung ương bị một men chuyển hóa là MAO-B, chuyển hóa thành DOPAC là chất không có tác dụng. Thì người ta có thể phối hợp hoặc là sử dụng đơn độc các thuốc ức chế MAO-B này để mà điều trị Parkinson như selaginin hoặc rasagiline. Selaginin hoặc rasagiline có thể dùng trong cái giai đoạn đầu khi mà các rối loạn vận động chưa có ảnh hưởng đến đời sống của bệnh nhân. Nhưng mà đến khi mà xuất hiện các rối loạn vận động ảnh hưởng đến đời sống của bệnh nhân thì levodopa vẫn luôn là thuốc phải buộc phải sử dụng. Hoặc là selaginin hoặc rasagiline cũng có thể sử dụng để làm một thuốc hỗ trợ tác động của levodopa trong cái trường hợp sử dụng đơn độc levodopa mà không kiểm soát được các triệu chứng của bệnh nhân. Về việc sử dụng thuốc thì thuốc này không ngăn cản được tiến triển càng nặng của bệnh Parkinson, và hiệu thuốc thuốc sẽ giảm theo thời gian trong vòng 3 đến 4 năm. Thuốc có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện vận động nhưng không hiệu quả với xác suất trí tuệ. Đây bảng so sánh lợi ích và giữa các thuốc, lợi ích và tác hại giữa các thuốc. Thì các bạn thấy levodopa sẽ cải thiện vận động nhiều hơn và cải thiện các hoạt động sống hàng ngày nhưng mà ít bị tác dụng phụ hơn. Vì thế levodopa là tiêu chuẩn vàng, là thuốc và là thuốc đầu tay trong hầu hết các trường hợp, trừ khi mà có chống chỉ định với levodopa thôi. Nó sẽ hiệu quả nhất, cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống tốt nhất, và là tiêu chuẩn vàng trong hơn 40 năm nay. Thì trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng có thể chọn levodopa như là thuốc đầu tay, nhưng mà chúng ta cũng có thể chọn các thuốc đồng vật dopamine hoặc là MAO-B cho người bị Parkinson giai đoạn sớm chưa có các triệu chứng vận động ảnh hưởng đến chất lượng sống. Sử dụng một số thuốc khác này, chỉ xem xét động vật dopamine có nguồn gốc từ nấm cựa gà như một thuốc hỗ trợ cho levodopa trong những trường hợp bị Parkinson thôi là đã có rối loạn vận động hoặc dao động vận động, mặc dù đã điều trị levodopa đối ưu thì sẽ sử dụng thuốc này như là một thuốc bổ trợ. Thứ hai là có triệu chứng không kiểm soát đầy đủ với các động vật như dopamine không có nguồn gốc từ nấm cựa gà. Thứ ba là nếu rối loạn vận động không được điều trị đầy đủ bằng các cách điều chỉnh liều hiện tại thì hãy xem xét amantadine. À, nói đến cái chất quan trọng đầu tiên và là tiêu chuẩn vàng trong điều trị, chúng ta có levodopa. Còn levodopa thì các bạn ưa thắc mắc là tại sao chúng ta phải có thời điểm sử dụng. Về thời điểm sử dụng thì levodopa bản chất của nó là một acid amin, cho nên khi mà sử dụng thì chúng ta lưu tâm là chúng ta sử dụng tốt nhất vào thời điểm khi bệnh nhân đang đói, không có thức ăn. Bởi vì nếu có thức ăn thì nó sẽ cạnh tranh vào hàng rào máu não cùng với các axit amin khác. Tuy vậy rằng là trong giai đoạn đầu điều trị có thể sử dụng khi có một ít thức ăn, tuy rằng là biết hiệu quả không tối ưu. Lý do là khi mà sử dụng levodopa, một phần bị thoái hóa thành dopamine ở ngoài biên và gây ra cái hiện tượng là buồn nôn rất là khó chịu. Cho nên nếu mà chúng ta để bệnh nhân đói sử dụng thuốc thì cảm giác rất là khó chịu, cho bệnh nhân không không thể sử dụng thuốc. Đối với hướng dẫn điều trị về thì chúng ta phác đồ có điều trị thì hai hiện nay đối nhánh, với một nhánh là chúng ta cho những có bệnh rất nhân là tương nhiều đối hướng dẫn trẻ, điều trị khác bệnh nhau. Nhân Ví gọi dụ là như năm dưới 2002 65 tuổi thì và có những Hiệp hội bệnh nhân là Thần chúng kinh ta Hoa Kỳ cũng có nhóm bệnh hướng dẫn nhân điều trị, lớn rồi tuổi 2017 lớn tuổi thì trên 65 tuổi. Tổ chức và đối với hai nhánh này thì của chúng Anh ta cũng có sẽ một cái có hướng những dẫn hướng dẫn. Đối với hướng dẫn điều trị thì chúng ta có hai cái nhánh. Một nhánh là cho những bệnh nhân tương đối trẻ, là nhánh gọi là dưới 65 tuổi, và có những bệnh nhánh là chúng ta những bệnh nhân lớn tương đối lớn tuổi là trên 65 tuổi. Và đối với hai nhánh này thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn khác nhau. Nhóm dưới 65 tuổi thì chúng ta có sử dụng cái nhóm là ketoconazole trong điều trị. Còn cái nhóm mà trên 65 tuổi thì chúng ta không sử dụng kháng ketoconazole. Ngoài ra thì cả hai nhóm đều chúng ta đều có thể sử dụng là chủ phần dopamine và các thuốc chính yếu đó là levodopa. Thì đối với levodopa thì các bạn nhớ một chuyện nữa là chúng ta không bao giờ có dạng sử dụng đơn chất, mà chúng ta luôn luôn phải kết hợp với một chất bảo vệ của nó, đó là carbidopa hoặc là benzodiazepine.
Để minh họa cái hướng dẫn điều trị này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về một cái tình huống mà một bệnh nhân đang sử dụng carbidopa levodopa 25mg 100mg ngày 4 lần một ngày và trihexyphenidine 20mg ngày 3 lần để điều trị Parkinson. Và hiện nay thì vợ ông khai rằng là ông thường bị táo bón, khô miệng và hay quên. Vậy thì theo các em, thay đổi tốt nhất để giải quyết các triệu chứng trên là chúng ta có 5 sự lựa chọn. Thứ nhất là tăng liều carbidopa levodopa. Thứ hai là tăng liều trihexyphenidine. Thứ ba là giảm liều carbidopa levodopa. Thứ tư là giảm liều trihexyphenidine. Và thứ năm là thêm benzodiazepine. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc cái tình huống này, các bạn sẽ thấy có một cái tình tiết là dạo này thì thường táo bón, khô miệng và hay quên. Và chúng ta đều nhớ cái tác động kháng colinergic thì đều gây tác động này. Như vậy lựa chọn đáp án đúng đó là chúng ta phải giảm liều trihexyphenidine. Các dấu hiệu mà khi mà chưa được chẩn đoán Parkinson bắt đầu như mất khứu giác. Khoảng 90% bệnh nhân chưa biểu hiện sẽ có bị mất khứu giác. Nhưng mà cái dấu hiệu này chính họ sẽ không nhận biết được. Mà chỉ khi mà người ta test á, họ mới nhận biết là họ bị mất khứu giác thôi. Thế là rối loạn giấc ngủ. Trong cái rối loạn giấc ngủ này, giấc ngủ REM á, thì bệnh nhân có thể là quào cấu và tự làm thương chính họ. Khoảng 50% người sẽ có rối loạn giấc ngủ REM. Và táo bón do sự thiếu hụt dopamine dẫn đến là ít giảm trương lực cơ vòng và giảm co thắt cơ vòng, khiến dẫn đến táo bón. Lâu trầm cảm thì các bạn biết dopamine á, là một catecholamine và nó có ảnh hưởng đến duy trì đến cảm xúc, cho nên thiếu hụt dopamine có thể bị lo âu và trầm cảm. Các chỉ dấu ở giai đoạn này như là đột biến gen, mức alpha, sin và bất thường hình ảnh học. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 10 đến 20 năm. Sau đó đến cái giai đoạn chẩn đoán bệnh, sẽ có hai đoạn là giai đoạn sớm và giai đoạn tuần trăng mật á, và là giai đoạn ổn định á. Thì sẽ các xảy ra các triệu chứng về vận động như là run hoặc là tăng trương lực, chứng vận động chậm. Giai đoạn này xảy ra từ khoảng 2 đến 5 năm. Đến giai đoạn biến chứng vận động như là tắt rối loạn vận động, ảnh hưởng dáng đi và cân nặng, dị dạng trục. Và cuối cùng khoảng vài năm sau sẽ đến một cái giai đoạn nào là giai đoạn cuối, xảy ra là sự suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ, loạn thần và cuối cùng là bệnh nhân tử vong. Đây là các triệu chứng sớm không phải vận động. Các bằng chứng mạnh là giảm khứu giác, như mình đã nói là xuất hiện ở khoảng 90% ở bệnh nhân. Nhưng mà đa số họ sẽ không nhận ra mình bị mất khứu giác cho đến khi họ thực hiện test về khứu giác. Táo bón cũng xuất hiện khoảng 90% do thiếu dopamine gây ra táo bón, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm. Các gợi ý có liên quan như là rối loạn chức năng thần kinh tự chủ, lo âu, rối loạn thị giác, thay đổi về nhận thức, hội chứng chân không yên, thở ơ và mệt mỏi. Tóm lại, chúng ta sẽ phân làm hai triệu chứng là triệu chứng về vận động. Đây là các triệu chứng điển hình như là run, cứng đờ, cơ bắp chậm chạp, tư thế ổn định và các triệu chứng khác như là rối loạn giấc ngủ, ít biểu cảm, khứu giác giảm, táo bón, thay đổi giọng nói, chữ viết, sao trí tuệ,